coi giùm mẹ, em thấy siêu gần. Lớn nhất. Sông này là đánh cá sướng lắm. Này không biết khi nào nó cạn. Cái cầu ra. Thấy bầu trời đang di chuyển rồi ha, đây nè, nhìn đây này. Đang quay một vòng trái đất. Xe này. Xong rồi nước mặt mà. Nó không giống như biển nha, nhưng mà này nó ngập ở trong đất liền á. Bèo ở đâu sống được nước mặn đâu. Cầm
đây. Một cua vô đây không phải đơn giản đâu, khó. Đây, còn anh bấm vô đó. Ở Châu Đốc đi qua đây. Châu Đốc An Giang. Công viên Tao Đà. Bên này là 64, bên kia 65. Bảo tàng của khu chính đóng cửa. Du lịch cộng đồng 1 tháng Nam Bộ. Vòng vòng rồi quay lại. Cứ đi xe qua nữa có khó gì hay. Không ạ. Bật chế độ lên phát. Tí nữa về xe đâu có chạy nữa. Cái cầu gì? Cầu cái vậy, có cái cầu rồi nha. Mấy chị đây nè. Mấy giờ khỏe đóng cửa? 9 giờ. Vivo. Vivo thôi nè. Xe đang quay hành trình đi. Hai người với xe luôn, có người già hả? Hai chục. Phải ra thành phố lớn, bên trái ra thành phố nhỏ. Đấy ra đường nào cũng ra cái cầu to. Trái hay chưa?
Thành nhá. Bình Minh, Vĩnh Long. Đường cái đẹp không đây? Đường đó thì gì á? Cam 12.000 mắc nha. Có những lúc ta vui say, nào ngờ đâu chiến thắng ngày sau. Trong không gian bao la, bình minh tươi sáng. Hello mọi người nha, ở đây là Vĩnh Long. Vĩnh Long có nghĩa là nó song song với thành Cần Thơ đó. Vĩnh Long là số 4, Cần Thơ là số 5, hai thành song song với nhau. Hiện tại mình đang đi qua Vĩnh Long bằng cái con phà, qua đây khám phá cái gì mới không? Kẻ thấy gì mới còn về Bình Định là chỉ có đèo với đèo thôi. Qua đây là phè với phè. Đi tìm hòn, đi tìm một nơi đất mới, xong đặt cái tên nơi đất đó. Vĩnh Long này, tỉnh Vĩnh Long một vài bộ tay nữa.
rồng người phát, rồng người phát thấy không? Ờ, tạo hình đẹp quá dưới đỏ rồi nè, không còn ké ở dưới nữa. Nghĩa trang lịch sử.
chấm nữa. Đạp miền Tây nha các bạn, đạp siêu đẹp.